Kênh Văn hóa Lịch sử mến chào các quý vị thính giả. Ngày hôm nay, chúng tôi xin cùng với các quý vị thính giả luận bàn về nghệ thuật dùng người của Tào Tháo trong chuyên mục Bình Tam Quốc. Năm thứ 215 Công Nguyên, hai nước Ngô và Ngụy đánh nhau ác liệt tại Hợp Phì. Hợp Phì là lãnh thổ của Ngụy, tướng giữ Hợp Phì là Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển. Quân giữ thành vỏn vẹn hơn 7.000, quân Ngô do Tôn Quyền đích thân thống lĩnh có hơn 10 vạn. Tương quan lực lượng lúc này giữa hai bên thì rõ ràng Ngụy yếu thế hơn Ngô. Lúc này, Tào Tháo đang bận dẹp Yên Trương Lỗ ở phía Tây, cách xa Hợp Phì đến mấy ngàn dặm, không thể quay trở về tiếp ứng, cứu Hợp Phì được. Một điều có lợi nữa cho Đông Ngô lúc này là ba tướng lãnh bên Ngụy, bình thường không ai phục ai. Xét theo lẽ thường quân Ngô chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Thế nhưng, sự thực là quân Ngô lại bị quân Ngụy đánh cho tan tác, Tôn Quyền suýt nữa bị bắt sống. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mô tả trận đánh này càng sinh động hơn cả sử sách. Trận đánh này đã giết đến đỗi người ở Giang Nam đều sợ hãi, nghe đến đại danh Trương Liêu thì cả con nít cũng không dám khóc đêm. Sở dĩ quân Ngụy với một binh lực yếu kém mà thắng được kẻ địch hùng mạnh hơn, hoàn toàn là do Tào Tháo biết vận dụng khéo léo nghệ thuật sử dụng người. Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển đều là các đại tướng dưới tay Tào Tháo, đều có chiến công hiển hách. Xét về năng lực, quá trình phục vụ Tào Doanh cả ba người cũng ngang ngang nhau. Do vậy, cả ba người đều không phục nhau, không hòa thuận. Sắp xếp cho ba người không hòa thuận nhau chấn giữ Hợp Phì, cửa ngõ vào Trung Nguyên quả thật quá nguy hiểm. Nhưng Tào Tháo tự có cao kiến của riêng mình. Trước khi rời đi dẹp loạn Trương Lỗ, Tào Tháo có để lại một túi gấm, trong đó có mật thư trao lại cho ba tướng ở Hợp Phì, ngoài mật thư có ghi, khi nào Đông Ngô tới thì mới mở thư ra xem. Khi Tôn Quyền thống lĩnh 10 vạn tinh binh tới tấn công Hợp Phì, tình thế hết sức nguy kịch, ba tướng chợt nhớ tới túi gấm của Tào Tháo gửi lại, vội vàng mở thư ra xem. Xem xong thì ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, vì trong thư chỉ có viết vắn tắt có mấy lời, nếu Tôn Quyền đến, thì Trương, Lý hai tướng ra xuất chiến, còn Nhạc tướng ở lại giữ thành, không được ra trận. Trương Liêu là người hiểu ý Tào Tháo đầu tiên. Ông nói, ý của Tào Công muốn bảo, ông ấy viễn chinh bên ngoài, nếu chờ ông ấy tiếp ứng thì kẻ thù đã đánh bại chúng ta từ lâu rồi. Chúng ta chỉ có cách trước khi quân địch đứng vững chân thì vừa có lực lượng thủ thành, vừa có lực lượng tấn công, đánh địch không kịp trở tay, thì mới gọi là lấy công làm thủ. Thắng bại chính là ở trận này, vậy mọi người còn hoài nghi chi nữa. Qua lời phân tích hùng hồn của Trương Liêu, hai tướng Nhạc Tiến, Lý Điển đều đồng cảm. Có điều làm cho người ta khó hiểu là tại sao Tào Tháo lại để Nhạc Tiến giữ vai trò thủ thành mà không cho ra tác chiến, cũng không để Lý Điển thủ thành mà lại để Lý Điển xuất chiến. Theo sử sách ghi chép lại thì Nhạc Tiến là người có tầm vóc lùn bé, tính tình nóng nảy, theo Tào Tháo làm hạ lại. Tháo gọi ông là người cứ khi lâm chiến thì thường hăng hái đốc thúc mọi người, sẵn sàng tấn công vào chỗ kiên cố, và không chỗ kiên cố nào mà ông không hạ được. Do vậy, ông còn được phong một danh hiệu là chiếc ung tướng quân. Điều đó có thể thấy Nhạc Tiến là một mãnh tướng tính tình nóng nảy, dữ tợn. Còn Lý Điển, khí chất thì hoàn toàn ngược lại Nhạc Tiến. Điển ham học, nho nhã, không bao giờ tranh công với các tướng khác, lại biết kính hiền đãi sĩ, luôn luôn nghĩ rằng mình không bằng họ. Cho nên, trong quân doanh Tào Ngụy, ông được gọi là trưởng giả. Xét theo cách dùng người thông thường, thì Tào Tháo để Lý Điển thủ thành còn Nhạc Tiến và Trương Liêu ra ngoài tác chiến tấn công phủ đầu Tôn Quyền mới đúng sở trường. Vậy mà Tào Tháo lại sử dụng hai người đảo ngược lại, làm cho ai nấy đều khó hiểu. Nhưng đây mới chính là chỗ cao siêu trong kế sách của Tào Tháo. Nếu để cho ba người không hòa thuận cùng nhau giữ chung một nhiệm vụ thì chắc chắn trước tiên sẽ có hai người bỏ cuộc. Dưới mắt Tào Tháo, khi kẻ thù đang lăm le tiến đánh, thì với một Trương Liêu anh dũng, không coi sự được mất của cá nhân làm vấn đề, một Lý Điển có một cung cách khiêm cung, không tranh công với người khác thì việc phối hợp giữa hai người khi ra ứng chiến sẽ dễ thống nhất tư tưởng, dễ hỗ trợ cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Một khi có sự đoàn kết giữa hai người, thì không lo chi Nhạc Tiến không được họ lôi kéo theo. Nếu để Nhạc Tiến xuất chiến, thì khó tránh khỏi việc ông này cãi vã với Trương Liêu. Một khi hai người cãi vã nhau, Nhạc Tiến tất sẽ khó hợp tác, như vậy ba người sẽ không thể trở thành một thể thống nhất. Trong cách bố trí này còn một ý khác, rõ ràng nên để Nhạc Tiến xuất chiến, thì lại bố trí thủ thành, là chính muốn cảnh báo đối với ông ta, cũng như muốn khích tướng. Tức là, nếu Nhạc Tiến không biết trọng đại cuộc thì ông ta sẽ tranh nhau với Lý Điển ra ngoài tác chiến cùng Trương Liêu. Nếu Nhạc Tiến tranh giành ra ngoài tác chiến, thì sức ngưng tụ của ba người lại càng to, Nhạc Tiến sẽ liều chết xông lên phá địch lập công. Đó chính là niềm hy vọng đầu tiên trong phương án của Tào Tháo. Trái lại, nếu Nhạc Tiến chưa hiểu rõ ý nghĩa đó, ngoan ngoãn lo thủ thành thì cũng rơi vào phương án thứ hai của Tào Tháo. Bức thư mật của Tào Tháo là muốn ba người đoàn kết đồng chống giặc và được bảo hiểm hai lớp, bất luận xuất hiện một tình huống nào giữa ba người thì cũng không thể thất bại. Đúng như Tào Tháo tiên liệu, Trương Liêu sau khi đọc thư đã phát biểu ý kiến đầu tiên, tỏ ra sẵn sàng liều chết chống giặc và kế đó Lý Điển cũng phụ họa theo, đây là quốc gia đại sự, nay ngài có kế hoạch như thế, tôi há lại vì ý riêng tư mà quên mất cái nghĩa công hay sao, cho nên Lý Điển dẫn binh hợp lực cùng Trương Liêu.
Nhạc Tiến phải chăng đã tranh giành ra ngoài tác chiến, việc đó trong sử sách không có ghi chép, nhưng xem ra ông đã hoàn thành được nhiệm vụ thủ thành được giao. Nhạc Tiến thủ thành, Lý Điển tương trợ, Trương Liêu làm soái, một lực lượng hạt nhân gồm 3 người đã được hình thành. Cho nên, ngay trong đêm đó, Trương Liêu chọn ngay 800 binh lĩnh tinh nhuệ, chờ trời tờ mờ sáng thì xông thẳng vào trận địa của địch bất ngờ đột kích. Khí thế anh dũng của quân Tào làm quân Ngô bất ngờ, chưa kịp trở tay, họ phải chiến đấu với quân Tào từ mờ sáng tới trưa, quân Ngô kinh hồn bạt vía. Tôn Quyền tổn thất nặng nề, kế hoạch tận dụng khí thế sau trận Xích Bích để phạt Tào Ngụy của Đông Ngô thất bại. Trương Liêu, Nhạc Tiến, Lý Điển đều là tướng tài, trải qua trăm trận. Họ vừa có chỗ giống nhau, lại vừa có chỗ khác nhau. Tào Tháo biết người mà sử dụng đúng chỗ, nên đã chỉ đá hóa vàng, dùng hơn 7.000 quân để đánh bại 10 vạn quân địch, lưu lại cho đời sau một giai thoại khó quên. Còn Trương Liêu cũng được mọi người ca ngợi cho tới nay, qua việc oai trấn Tiêu Giao Tân. Kênh Văn hóa Lịch sử Luận bàn. Nơi có nhân tài tập trung, giữa nhân tài với nhau tất nhiên sẽ có mâu thuẫn, đó là điều rất phổ biến. Nếu sử dụng một nhân tài, phải tìm hiểu cá tính và đặc điểm của người đó. Chỉ sử dụng sở trường mà tránh sở đoản của họ. Nếu muốn kết hợp nhiều nhân tài có tài năng và cá tính khác nhau vào một tổ chức, phải tìm hiểu những chỗ giống và khác nhau của họ mà sắp xếp. Phải thực hiện phương châm, tùy người tùy thời điểm mà bố trí, không câu nệ theo một công thức cố định. Phải có sự phối hợp hợp lý giữa vai trò chủ lực và vai trò phối hợp. Đoàn kết là sức mạnh, nhân hòa chính là sức chiến đấu.